Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Thiện Nhân TV. Thì ngày hôm nay sẽ là một chiếc video về hậu trường của bộ phim Tìm Chị. Ai chưa coi thì nhớ bấm vô kênh tôi và kéo xuống là thấy rồi nha. Hello cô nhì. Ôi, giờ này 12 giờ trưa. 12 giờ trưa nó mới lên. Ủa, 1 giờ rưỡi vậy thế chứ. 1 giờ rưỡi nó mới lên tới tới trên đây các bạn. Mệt quá. Đi cẩn thận nha. Đó, lúa bây giờ vàng ươm luôn các bạn ơi. Sau những thước phim hái chùm ruộng thì bây giờ tụi mình phải đi lụm chùm ruộng lại nè các bạn. Đây bây giờ sẽ cho ăn thử với các bạn xem cái chùm ruộng nha. Cái chùm ruộng nhà mình nói là chùm ruộng ngọt cho nên nhọt là gì. Cái cây chùm ruộng của nhà mình là cái chùm ruộng ngọt nha các bạn, cho nên nó không có vô. Em một action. Bà ơi bà. Ở trong đó đây là chị Đào. Đây là sẽ là cái video hậu trường á. Đây là hai xương nha các bạn, còn sau đó là Út Mén hello coi. Chị hai xương buồn lên. Buồn là có cười. Sao cười rồi? Lại. Nhi nó cười rồi, lại thôi. Nhi nó cười, tự nhiên Nhi nó cười. Nhi mặt nguy hiểm lên coi, hai người mặt căng thẳng lên. Diễn. Hi, xin chào cả nhà yêu của Kem. Ủa mình diễn lâu lắm vậy đi chứ. Bác ơi. Tự nhiên cơ. Cậu cười chứ. Cậu cười. Các bạn, bây giờ tụi mình mới vừa quay xong cái cảnh chạy. Mệt quá các bạn ơi. Cái quần của hai đứa tôi nè các bạn. Tôi ướt quần cái đất bé. Sao cái gì vậy con? Ăn nổi xà lơ. Sao con nói gì? Cái quần của nó cũng vô luôn nè các bạn. Đuối quá các bạn ơi. Tôi là người quay đó. Bây giờ là cỡ mấy giờ rồi? 5 giờ rồi các bạn. Giờ mình tụi mình vẫn chưa xong nữa. Còn cảnh té nữa phải không nhỉ? Cố lên, sắp xong rồi. Chị kéo đi lên tóc luôn. Chỗ nào xuống, xuống. Rồi, đúng rồi, xóa đi. Sao nói vậy trời hả? Lại, mét quá. Lại, 3, 2, 1, cầm tóc vuốt vuốt nữa nhỉ? 3, 2, 1, dịp. Chỗ đầu sẽ khác xuống. Trời ơi, vô tóc luôn. Ở đầu mà, sao? Rồi, lại 3, 2, 1, cuốn tóc luôn nha. 3, 2, 1, vậy. Cầm tóc luôn. Sẽ cao lên, xói cao lên, lên đầu luôn. Đúng rồi, cao nữa vô đầu luôn. Đâu không dám. Lẹ ơi, lẹ đi nha, sắp tối nha, tao sợ mà. Lẹ. Cố lên 3, 2, 1, vậy. Xói tóc, đổi lên đầu lên luôn đi, bỏ lên. Nét quá. Rồi, xói vô đầu nữa, xói nữa. Lên cao nữa. Ê, nãy giờ có thấy thằng nào chạy qua đây không? Hả? Mà và ok, cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video hậu trường này. Nếu như các bạn thích video này thì đừng quên nhấn like, share và subscribe. Đừng quên nhấn cái chuông thông báo này để thông báo sớm nhất khi mình ra video mới nhất. Còn bây giờ thì bye bye.